Dạ, Nhàn mến chào tất cả cô chú anh chị, mến chào tất cả các bạn và mến chào tất cả cái mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã luôn đồng hành trong nhà cùng Nhàn trong suốt thời gian thiện nguyện vừa qua. Thì hôm nay Nhàn có đến hoàn cảnh trả lại hoàn cảnh của cô là một cái căn nhà hiện tại ngập mưa gió nhiều lắm cô chú anh chị, bây giờ sau lưng Nhàn nè, đường lộ mà ngập cả này thì cả nhà thấy là hình dung như thế nào. Thì đây sau lưng Nhàn đây là cái căn nhà của cô nha, xin lỗi cả nhà, đây là đồ phơi nha. Đó thì Nhàn sẽ vào trong cập nhật cùng cô chú anh chị. Hiện tại thì cũng có một cái sự là may mắn một tí và cũng có một cô đang phát tâm đến căn nhà nhưng mà cô nhà cũng chưa có chính thức là công bố, thì bây giờ Nhàn sẽ vào trong để cập nhật thông tin và chia sẻ cùng cô chú anh chị về cô bữa giờ là tình hình sức khỏe thế nào và công việc như thế nào. Tiếp tục chia sẻ lên video lên để gửi đến tất cả cô chú anh chị có thể chung tay giúp cho cô được một cái căn nhà đơn sơ thôi, chứ đất ở đây thì hầu như đất quy hoạch không thể nào mà làm căn nhà kiên cố được đâu cô chú anh chị, nên là chỉ mong làm cái sàn lên cho cao cho cô là có mái đừng có tạc nữa, cây cối thì nhiều khi nó mục nó muốn sập nhà nào nó sập mà. Bây giờ Nhàn vào trong đây, mời cả nhà theo dõi video của Nhàn nha. Cô chú anh chị phải săn quần ra này nè mới lộ vô được đây, thì tại vì cái đường nó ngập hết rồi, chỉ cần chợt té một cái là thua luôn. Đây, mời cả nhà đi vào trong cùng Nhàn nha. Cái đường đi thì nó thật sự gặt vào tim, mấy cái cầu dán này nhiều khi nó gãy, nó mục á, nó gãy giờ nào gãy à. Đây thì úi giời cá lồng tông kìa, đó cá quá trời, đi thì phải đi từng bước một nha cả nhà. Đường ngập nước như thế này, ây da. Bữa cô nói với Nhàn cô tên gì Nhàn cũng quên luôn rồi, mong cô chú anh chị cũng thông cảm nha, tại vì nhiều khi công việc á nhiều cái hoàn cảnh quá Nhàn cũng quên tên để vô Nhàn hỏi lại. Ui da, khó đi quá cả nhà ơi. Đây Nhàn vô tới đây cả nhà, quá trời ngập nước. Đây đây căn nhà nha, cô chị hàng xóm chị nói là có người vô quay kìa. Nhàn thì có cái Nhàn quay nha, không có cho ai hay trước nha, đến là bất ngờ, không có giờ mà đến mà gọi cho ai trước hết. Tính Nhàn là như vậy, ngập hết rồi đây. Dạ con chào cô ba. Bữa nói tên gì quên rồi ta? Cô Ba Đẹp. Rồi cô Ba Đẹp đúng không? Rồi con nhớ rồi. Chào cô nha. Cường đi công việc hết vậy? Con vô bất ngờ, con không gọi cho ai nha. Tánh con là vậy đó, làm rồi phải bất ngờ. Chào em nha. Rồi giờ Nhàn sẽ ngồi chia sẻ cùng với cô nghe cô chú anh chị. Đây căn nhà đây, Nhàn sẽ gọi quay lại một cái nữa cho cô chú anh chị thôi. Ui dù ngập lúc quá trời vậy hả? Dạ bữa nay là ít đây. Trời, ngập hơn cái bữa luôn hả? Bữa hơn nữa, hôm đó nó ngập rồi nó rút đó. Rồi làm gì ăn sao vậy trời, đang đếm tiền hay gì? Rửa chén, rửa son. Ai biết đâu tưởng đâu đang đếm vàng, đếm tiền gì sao chứ. Lấy mấy cọng dây tính ra buộc mấy cây nổi thì cái đóng đinh không được. Con đi, đây là con kẹp cái mít ra, con đi chút xíu nữa, hồi nãy là té, dập mặt con luôn rồi. Bây giờ có làm cái cây gượng đó, đi đỡ đó. Rồi có làm gì làm đi, rồi lại lên chia sẻ với con tí xíu nha. Không, có rồi rửa son. Vậy hả? Bữa nay vô cô xin cơm ăn đói lắm rồi. Dạ cô ngồi đấy nha. Dạ thì cô chú anh chị, Nhàn cũng thời gian vừa qua thì Nhàn cũng có chia sẻ hoàn cảnh của cô Ba Đẹp, thì hôm nay Nhàn cũng lại đến hoàn cảnh của cô để xem là có một cái hy vọng nào để giúp cho cô được căn nhà không. Thì hồi nãy Nhàn vào đánh vào nhăn mắt Nhàn thì nó ngập hơn hôm bữa nữa cô chú anh chị, mà mưa thì mà miền Tây này hiện tại đang mưa gió rất là nhiều. Nhàn cũng cô ơi, bữa nay cô không đi làm hả? Bữa nay không có làm, hôm nay nghỉ. Hôm qua đi mặn hôm nay nghỉ. Vậy là bữa nay cô nghỉ thì cháu lợi cháu đâu có tốn tiền công đâu phải không? Ừ. Không có tốn tiền công mướn như hôm bữa nha. Hôm bữa mướn mặn đuổi được đuổi. Hôm bữa mướn cách xê quay tới 1 triệu luôn mà. Mà vui không? Bữa có 1 triệu nó vui không? Mừng lắm. Mua gì nè nói con nghe ơi. Mua thuốc kẹt để nó với mua thuốc uống kia. Mua cho cái gì? Mua cho nó uống nhiều cẳng. Tên gì quên rồi cũng quên rồi. Bé. Là bữa giờ là uống thuốc là thấy đỡ đau rồi không? Nó cũng đỡ đau rồi, nó cũng ăn được, không ăn có chén cơm gì vậy ăn được. Bữa nay ăn được, ăn cơm được ha. Vậy hôm nay mấy ngày nay mưa vậy á cô, thì ngập nhiều dữ không, con nhà mình á? Ngập nhiều hơn, tại vì mà hôm qua nay nó rút á, ngập bên lồi là nó rút. Bột lên, rồi lội chụm nha. Ngập bên đây nè. Thì cô kiểu này cái chân cô biết chừng nào mới lành được. Thì vậy chứ giờ sao giờ? Cứ tối ngày sống ở trong nước không cô chú anh chị? Bằng chân đâu dở, bằng chân lên ngồi coi ra. Nó tha thuốc không gài cũng bớt rồi. Cũng bớt rồi phải không? Bớt. Trời ơi trời.
Nói chung là nói thiệt cả nhà, nếu mà bây giờ mưa xuống thì buộc phải lội trong nước chứ không lại cái đường đâu đi. Đây đó con nhìn thấy đó, trước làm sao vậy, lội ra gội ra đó là nước, mà vô nhà thì cũng nước. Đây đâu có gì đâu, cái mượn cái bàn gì hai mà con để ăn cơm. Ủa cái bàn này mượn nữa hả? Mượn của hàng nhỏ làm sao? Thôi là trời, cái bàn nhỏ nhựa cũng mượn luôn hả? Mượn đâu có gì đâu, đó mượn. Bữa giờ xài hết tiền chưa? Hết rồi. Với đạp cái cầu á, mới bắt mua cái cây đóng đinh đồ lại đó, không hổng cái cây nó yếu. Con mới giờ về xong chừng giờ gãy. Con thấy cái cây cầu, cái thay cây mới ngoài cái chỗ cầu đó vậy. Dám bắt cầu luôn, có 1 triệu mà dám mua tiền bắt cầu luôn. Mua cái đinh rồi về đóng, rồi cái cây đó về làm với mướn người ta đóng mà. Rồi con hỏi nè, có khi nào mà mình thực sự mình nằm ngủ mình có mơ được cái căn nhà mà cho nó kín đáo này nọ không, có không? Có, mừng không gà như vậy là mừng đó. Mừng có biết ngày nào được cái căn nhà cho ấm cúng đang mẹ con ở đang sống qua ngày vậy. Ở đây thường cô đi nhà thờ nào, đọc kinh nhà thờ nào? Hồi đó là ở bên kia đi nhà, được điều kiện thằng này chưa bệnh đó thì cô đi nhà thờ phường 6, nhà thờ lớn trên đó. Rồi bây giờ ở cái tiện dịp thì đi nhà thờ ở dưới này nè, ở chỗ nhà thờ ở cầu số 1 đi qua bển đó. Rồi con biết rồi. Ở Chào Đốc Tây Nam đó. Ủa rồi sao hỏi nè, sao không kiếm chồng để cho chồng phụ lo hồi trời? Cô lo gì, lo tiếp mình thì mừng, cái hơi không tiếp vô phước đó thì mất công. Kết nối yêu thương không? Trời trời, hàng nguyên hàng tiền đạo vẫn còn nguyên dàn sân bóng còn thằng tiền đạo mà lo gì? Không. Không kết nối yêu thương hả? Không. Rồi chú ông mắc từ lúc nào mà cô hay là thôi? À thôi, nhưng mười mấy năm, 20 năm rồi. Chỉ là lúc đó bé còn nhỏ ha. Ở vậy tới giờ, mẹ con mẹ nó bệnh cái gì đó, rồi cái ở mặn luôn cái gì đó. Ngán ha, bây giờ nói về chồng là ngán rồi ha. Ngán lắm. Sao không ngán? Chồng ngán mà cũng chán rồi. Để sao mình ở vậy nuôi con. Cô nói bữa cô nói là được hai người, một người chết, một người mắc. Có hai anh hai anh em trai luôn. Anh em trai rồi mắc. Bé thì bây giờ là bị cái bệnh này nữa. Vậy giờ sẵn không đi được, khi nó cũng nhức nhối vậy, rồi dành cả mua thuốc này kia. Nói thật cô chú anh chị, phước phần là một khi một con người sinh ra đều là có một cái số phận số kiếp á. Cô nói ví dụ như trước đó em bé là không bị tai nạn á. Thì em vẫn đi làm phụ với cô thì cô sẽ đỡ cái nặng. Nói thật luôn, nếu một mình bé làm nuôi cho cô, lo cho cô thì chuyện nó quá đơn giản. Nếu thật sự em có hiếu đúng không cô? Có hiếu vô lắm. Còn bây giờ không may là em bị một cái tai nạn lao động như thế này. Đúng tai nạn lao động không cô? Lao động nó đi dọc đường đó, rồi bị cơn bị giật đó, rồi cái nghỉ đi luôn. Tới giờ cái bệnh nằm luôn rồi. Không, cái này là gọi không phải tai nạn lao động nhưng mà sức khỏe của em. Sức khỏe nó không được đó, rồi nó té ngang ở gì cái. Bị luôn, rồi từ đó giờ nó không có mặn gì được hết trơn, cô mặn cô nuôi không à. Được nhiều, ví dụ như có dư 5-30 thì mua thuốc cho uống vài ngày, còn nếu không có là thôi. Không có là nằm chịu đau luôn hả? Nè. Nhìn đẹp trai quá trời, cưới vợ không? Nè anh hỏi nè, để hỏi về bé anh tí xíu rồi. Kết nối yêu thương luôn nè. Em bây giờ hỏi nè, bây giờ ví dụ nha, ví dụ có một cô gái thật là xinh đẹp đến cưới em chịu không? Lo cho em luôn. Cô gái đó thật sự là giàu luôn, lo cho em luôn, chịu không? Hả? Nói thật lòng nghe, chịu không? Hả? Trả lời, đẹp trai lắm, cô chú anh chị nhìn rất là đẹp trai luôn. Khi nó nói không đúng, khi nó nói xàm mà lắp vậy lắm. Rồi bây giờ ví dụ nè, em có mơ ước gì không? Mơ ước có căn nhà ở cho mẹ bớt khổ. Cắt căn nhà lên, che mưa che nắng, cho mẹ bớt khổ. Chung là nói thì em xúc động thôi chú anh chị. Hầu như những người con có hiếu thì nhà cũng nói trên tất cả mọi video, nhà thực sự là rất trân trọng những người con có hiếu. Ngay cả bản thân mình làm không được chuyện đó, nhưng mà mình gặp được những người con có hiếu thì nhà rất là trân quý. Tại vì đối với những người con có hiếu thì cái tâm họ rất là tốt, họ sống vì cha vì mẹ vì gia đình. Nhưng mà không may em bị một cái căn bệnh quá ác quá thì em không đi làm được. Cái thực chất nghe nhìn thấy tận đáy lòng của bé là rất là có hiếu mà muốn lo cho mẹ. Thì bây giờ như thế này nè, anh nói ha, thì nói chung là nhà cũng nói thật luôn, nước mắt đàn ông không dễ chảy đâu. Thật sự con nói nước mắt đàn ông mà muốn chảy là cũng cả một cái vấn đề, trừ khi nào thực chất họ phát từ cái tâm họ ra, họ thương yêu mẹ mình thật lòng và họ nhờ cô chú anh chị mạnh thường quân như vậy họ mới xúc động. Thì anh nói nè, có một cô thì cô cũng đang phát tâm với nhà mình. Cô đang hỏi anh là tính toán cái căn nhà là bao nhiêu tiền ha, là có nghĩa là mình có một cái cơ hội rồi đó. Nhưng mà em bây giờ em đứng em cắt nhà được không?
nhàn chọc chơi nha. Cỡ này mà đi làm nhà được mà nào ngồi ở nhà là ai chịu đúng không? Thôi bây giờ như thế này, em làm không được, em bệnh hoạn em làm không được, nhưng mà anh sẽ nhờ cô chú anh chị Mạnh Thường Quân chung tay giúp cho mẹ một cái căn nhà ha. Cảm ơn rất nhiều hả. Nhung khờ lắm cô chú anh chị, nói chuyện gần như là nói tiếng một không à, không có nói nhiều. Mà trước giờ cô, anh cảm ơn em nha. Mà hồi trước giờ là lúc em chưa bệnh cũng vậy hả cô? Chưa bệnh nó cũng vậy á. Thì mà người về cái mẹ con lúc mà mua bán ăn uống rồi sống rồi lo cho nó gì bằng vậy thôi giờ về. À, bắt đầu là lết ha, bắt đầu là lại. Dịnh gây đi á, sụm mà, khóc rồi ha. Khóc rồi cô chú anh chị, chịu không nổi. Nói chung là những lời nói của Nhàn á, nhiều khi lời nói của con á, đánh động vào cái nỗi lòng của em, thật sự luôn. Tại vì với con á, thì hầu như là con cũng nói hoài trên video và con trân trọng, rất là trân trọng những người con có hiếu. Thậm chí là bây giờ á, ngay cả bản thân con á, cô tin nhiều khi con đi làm thiện nguyện gì đó mà còn chưa lo được cho cha mẹ con. Nó là câu ví dụ, nên nó là con phải cố gắng từng ngày để hoàn thiện, để làm sao mà lo được cho cha mẹ như cái nỗi lòng của mình. Chứ cha mẹ đã tạo ra mình rồi, nuôi nắng lớn khôn rồi, mà không may á, mình bị như vậy cũng không có trách em được. Dạ, không có trách nó được, bởi vì cố gắng cô làm nuôi nó. Dạ, ví dụ mà em mà ăn nó không, em ăn chơi, em quậy phá, em không lo cho cha mẹ thì lúc đó mình mới trách được. Không, nó hồi đó rồi làm gì? Cái chân hình như đang teo, chân hình như đang teo quá vậy. Teo rồi dưới đi cũng được, dịnh vậy đó. Có khi muốn té té à, nấu mì ăn cho nó ăn thì bưng mắt bưng ra để tôi nhầm khi nó té bất tử á, nó đổ. Nhưng mà cô hạn chế cho ăn mì nha, mì nhiều. Thì sáng không có gì ăn, cái cô đi làm nó nấu cho nó. Mì nóng lắm, à, hạn chế. Cũng ít ăn, bữa hai bữa. Dạ, thì nói chân thành nói với cô ba luôn. Thì con cũng là cái cầu nối của tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước, để chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn, đau thương, mất mát, để được cô chú anh chị phát tâm giúp cho gia đình, để có một cái gì đó gọi là thật sự mơ ước. Thì hầu như là nhiều người có rất là nhiều mơ ước. Dạ. Như cô bây giờ con hỏi cô là cô mơ ước gì thì tội sao cô không mơ ước nhà cao cửa rộng, đúng không? Giàu sang phú quý, mà lại mơ ước chỉ có đơn giản là một căn nhà vậy. Thì bữa giờ cô có mua thuốc gì cho cô không? Uống không? Có mua thuốc cho nó à, cô không có mua. Cô trong người cô có bệnh gì không sao cô thấy? Chóng mặt cũng như khi như mình yếu hay gì chóng mặt hay này kia nọ cũng gán vậy đó. Rồi công việc. Đi đau tử vậy lắm. Dạ. Họ mới mua cũng hai vị thuốc uống. Cái công việc của cô thường là ở đi ra đó phụ việc nhà là cô làm cái gì cô ba? Quét nhà cho người ta, rồi cái gì mình quét xong cái mình lau, hôm tư mình quét sân vòng vòng rác đến với ăn uống của người ta, cái mình dọn dẹp. Chén son nồi vậy đó. Mình đâu có nấu nướng đâu hả? Không. Có người nấu. Người ta nấu cho bà, còn chỉ mình nấu cho nồi cơm, còn đồ ăn thì người ta nấu sẵn. Cái khẩu phần ăn của thường là những nhà có điều kiện thì khẩu phần ăn cao, nên nhiều khi mình nấu không có hợp khẩu vị. Thường mình làm, còn ta ăn uống từ đó giờ người ta quen, còn mình nấu cho người ta. Thì nhiều khi cô thì bây giờ như mẹ con ở nhà cũng vậy, cắm nồi cơm vô miếng cá kho rồi miếng canh cái là xong. Còn hầu như nhiều có điều kiện. Không có gì ăn, thắng quẹt mấy sáng hỏi ăn gì mẹ nói chưa có gì ăn. Khâu quẹt là cô kia biết kêu bằng gì không? Cái đó là thịt gà lôi đó. Cả nhà đó Nhàn kêu là bữa nào mà mẹ Nhàn mà nói bữa nay có đồ ăn rồi nghe, hỏi món gì thì thịt gà lôi là Nhàn nhớ biết có món đó rồi đó. Biết sao là gọi là thịt gà lôi không cả nhà? Thọt cái đôi đũa vô trong cái chảo, kéo quét một cái nha. Rồi cơm thì chan nước cơm. Một chan nước cơm, ú dù ăn với cái khâu quẹt nó ngon lắm cô ạ. Đúng thật rồi. Sự luôn. Khi mình ăn thì nóng cái quẹt, còn tôi có tiền thì mua với hộp vịt để cho nó ăn, kho cho nó ăn. Nóng quá, để anh bật quạt cho em ha. Bật quạt lên. Không, bật quạt bật cho thằng ấy thôi, cho con không bật. Bật cho bé thôi, nó nóng quá. Đâu có, để tiền nó mua góp, mua cho đồ của người ta đó. Mua góp hả? Ông đâu có tiền góp, mua đâu có tiền mua liền cái góp của cái chú đó đem vô bán vậy đó. Rồi cái quạt với góp nhiêu? 450.000 á, mà 1 tháng trả 150.000. Mà trả 2 tháng còn 1 tháng nữa tới đây rồi đó, mà tôi chưa có đi làm mà mưa gió quá rồi. Hôm qua làm được đuổi hơn buổi cô ở nhà. Ủa nội, ông nội đâu mà ông bán cái quạt 450.000 mà bán góp. Hay vậy? 3 tháng nha. Bữa nào cô giới thiệu cho con mua mớ rồi. Không có tiền. Dạ. Không có tiền liền, mình mua thì mình ta bán xíu gì đó. Đâu ông nào cũng có lòng tốt dữ luôn á.
bán góp luôn cảnh vậy đó. Với phần nó nực nội, nhầm khi nó nực nó xúc mồ hôi á, ngồi đây tí xíu mà còn nóng cỡ này, cái nhà này như cái hộp gì mà cái tôn để thấp chủng này, với lại là cái thiết này nóng lắm. Chiếc nồi đó cô mới cất lên là mua có 65.000 miếng, mà năm nay 15 năm rồi. 65.000 miếng hả? Hồi đó bán thiết khiến, xài thiết khiến không à. Dạ. Cô mua miếng là có 65.000, mà năm nay 15, mười mấy năm, gần 20 năm rồi đó, đâu có thay đổi gì. Là cái nhà này mười mấy 20 năm hả? Mà cột cạnh đó. Cứ này cô làm, cái này ai bán giặt tài liệu xây dựng bán cho cô lần một, chứ không dám bán lần nữa. Cái người ta chọc, người ta nói bán cho bà đó, mấy người chợt khắp hết. Nên nó, tại vì với bằng mình nghèo khổ rồi, cái mình kỹ lưỡng một chút nó đỡ một chút. Rồi đi chấp giá lụm cái này cái kia về chấp giá vậy hả? Ừ đó, cây đó. Cái nhà cô bây giờ con học cô tin không? Con hai người mà có sức khỏe khỏe tí đứng hai cọc cái giật cái một là lộn mèo luôn. Bật ngửa luôn gốc luôn, rồi nằm con đêm ngủ gì gió mái rồi bão tố rồi có sợ không? Sợ sập bất tử, chứ nhầm khi cô đi làm á sợ sập bất tử rồi không biết nó có chạy ra được không. Là cô sợ ha. Cô đi làm cô rất là sợ vấn đề đó. Tại mà dâm mưa ở ngoài vợ ở nhà để sợ nó. Rồi sáng nay ăn cơm gì vậy trời? Chưa có gì ăn. Trời trời, mới vừa hỏi câu nó xin cơm ké ăn rồi, giờ này than không có gì ăn rồi. Chết luôn rồi chứ. Nước mắm. Trời trời, cho ngàn nước mắm. Thiệt luôn hả? Ừ. Ú là trời, này chết rồi. Thì nói thật cô chú anh chị luôn, nhàn cũng đùa tí cho vui. Nhưng mà trên đây có một cô, nhàn sẽ không đọc tên cô đó. Thì cô cũng muốn là hỗ trợ giúp cho gia đình một căn nhà, thì cô cũng đang nói là nhàn tính toán thử xem á khả năng cô được không. Rồi cô cũng nói là nhờ cô chú anh chị mạnh thường quân chung tay giúp đỡ mọi người một ít thì có thể cô cũng sẽ hùng vào. Thì cái đó thì con chân thành cảm ơn cô rất là nhiều. Thì khi cháu nhận được thì cháu sẽ cho cô ba hay ha. Nhưng mà cái điều trước tiên nhất bây giờ nè là con đến nè, đây đây tàn đàn, đây là sản phẩm của con bán. Cô chú anh chị thì nhà cũng có bán loại dầu gió Mỹ á, thì đây là hai chai, một chai xanh và một chai trắng. Thì cô được quyền lựa chọn trong hai chai này, cô lấy chai là màu nào? Màu nào xài cũng được. Không phải được, mình phải lựa chọn mới được chứ không có màu nào. Bây giờ cô thích màu nào cô lấy màu đó, rồi cô lấy thì cô mới nói. Đây là màu nào? Màu xanh. Rồi đây thường là người miền Tây có quan niệm là dầu gió xanh, tại vì xanh cũng là Mỹ mà trắng cũng là Mỹ, nhưng mà thường là cô chú anh chị sẽ xài. Thì đây là của một chị kết nghĩa của con. Chị có nói là con đi tới hoàn cảnh nào gặp những người lớn tuổi thì cho một chai, rồi cái gì cũng như chị ủng hộ, thì đây con sẽ gửi cho cô. Đây là dầu gió xanh, nhàn sẽ bán chai xanh này, nhàn bán là 180.000, chai trắng là 200.000 một chai nha cô chú anh chị. Mua nguyên lốc thì miễn phí ship kèm theo tặng một chai. Đây con gửi cho cô tấm lòng nha. Này dạ, cái thơm lắm, sức thơm mà nhức mỏi này nọ, sức với chai nên ta cho anh lấy sức hết rồi thử coi. Trời trời, cái chai dầu bự này hả? Kêu mẹ mua cho con chai dầu, nói để chừng nào có tiền mua. Chai dầu, sức chai dầu bự cỡ này nè, bây giờ nè, khui luôn cho nó nóng luôn nè. Nó nói mẹ, mua con chai dầu này để bữa nào mà có tiền nó mua à. Bây giờ anh khui cái nè. Đây dầu hai nắp nha cô chú anh chị. Đây là hai nắp nha. Bây giờ đây. Đè xuống ha, anh chỉ ha, đè sát xuống. Dặn ra nha. Thì nó sẽ ra. Còn em mà bình thường như thế này nè, anh dặn nó đi, thì em dặn cỡ nào nó cũng ra được nha. Đè xuống, xác vô, dặn ra cái hai nắp. Thử thử coi, nếu dặn cầm lấy cái trái dầu của em rồi. Thử hoài đó, thử giết hết chân cũng còn thử đó. Cảm giác sao? Cảm giác thôi sao? Cô thử coi. Thơm dữ. Thơm dữ luôn hả? Hai nắp đó nha, nhớ cái cách dặn á. Mẹ không biết cách dặn thì em dặn nha. Nhắn xuống, xác xuống bắt đầu mới dặn ra được, là lại nó hai nắp. Đó, cái đó dặn vô á. Còn cô dặn ra là cô dặn ngược lại cũng đè vậy, đè xuống mới dặn ra được. Đó, đó, rồi ra đó. Rồi ok, biết rồi đúng không? Tại vì mua dầu thứ hồi đó dầu thiên thảo thì nó bán một chai có mười mấy ngàn á. Rồi mua về cái gì cho nó chiếc. Dầu này của con là nhập trực tiếp bên Mỹ về luôn. Đó, 100% là bên Mỹ về. Rồi tặng nha. Chai này xài được bao lâu? Lâu dữ rồi. Lâu dữ hả? Có cho mẹ xài không? Mẹ xài à? Ví dụ em nhức mỏi đâu á, em lấy em tha lên em bóp, giãn lắm nha. Thì chân thành cảm ơn chị rất là nhiều, chị đã đồng hành cùng tất cả những cô chú anh chị lớn tuổi để gửi gắm tình yêu thương đó. Thì em trân trọng cảm ơn chị rất là nhiều. Và kế tiếp theo là con nói như thế này. Thì trong một cái thời gian gần đây thì cháu cũng có quay video cô chia sẻ lên. Thì cũng chưa được cô chú anh chị Mạnh Thường Quân nào phát tâm tới, chỉ mộ được câu đó thôi.
là hỗ trợ căn nhà. Thì hôm nay đến đây thì nó thật sự thì cháu cũng sẽ trích một cái quỹ từ cũng chị này luôn, cũng chị kết nghĩa này luôn, trích cái quỹ là con sẽ gửi đến cho cô là mua đồ ăn đồ uống ha. Là 500.000 đó. Thì sau video này cô chú anh chị có phát tâm giúp đến gia đình của cô Ba Đẹp để chung tay với nhau, có thể là một ổ bánh mì hay là như thế nào đó, để nhàn có thể lo được một cái căn nhà cho cô, thì điều đó là thực sự mong muốn nhất. Và ngay cả bản thân em bé cũng rất là mong muốn vấn đề đó. Rồi con gửi cô, đây là cô đếm lại đủ chưa đó, nhiều khi dính nhông á cười đó. Thì cảm ơn cái đó là chị Trâm. Dạ, cảm ơn chị Trâm với cảm ơn tất cả cô bác hay là con cũng giúp đỡ cho cô, cũng mang ơn, rất là mang ơn nhiều. Dạ thì nói thật với cô luôn, con thì cũng không có dư giả gì, con cũng là một cái cầu nối, một cái YouTuber đi khắp xứ cùng nơi để chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn ở trong tỉnh Cà Mau và đồng các tỉnh khác. Thì thực sự nếu con có điều kiện thì con không lên đây con quay, và cũng không có nhờ cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đó, nhưng mà thật sự là cháu cũng rất là khó khăn. Nhưng với cháu, cháu có thể cháu chia sẻ những hình ảnh này lên để cô chú anh chị xem, và thực chất gia đình mình có phát tâm đến cô chú anh chị hay không, đó là một cái điều quan trọng nữa. Tại vì cô chú anh chị họ xem á, nhiều khi một người thì phát tâm hoàn cảnh này, một người phát tâm hoàn cảnh khác vậy đó. Nên đó là cháu cũng cố gắng để chia sẻ những video thực tế để gửi đến cho cô để được một cái căn nhà. Nói chung là không đơn giản thôi cô chú anh chị, nhàn tính. Nhưng mà cái ở đây là không được cắt cái gì gọi là tiền chế hay là gì hết á, chỉ mua cây thôi. Cây. Dạ thì con có thể là cũng mua những cái cây nó hơi tốt hơn tí, những cái ton tốt một tí, thì thực chất cái căn nhà nó không nhiêu tiền hết nhá. Nhàn theo nhàn khả năng, nhàn là cái thằng làm, nhàn cũng tính ra được cái vật tư đó. Thì cũng mong mọi người có thể giúp đỡ phát tâm đến hoàn cảnh gia đình của cô Ba Đẹp và em bé. Thì em bé thì nãy thật rồi, bữa trước nhàn lại nhàn quay thì em cũng ít nói lắm, nhưng mà nãy thì thấy nghe em nói em xúc động, thì nhàn thì cũng thực sự xúc động. Tại vì những người con rất có hiếu, và ngay cả xóm này hầu như ai cũng khen hết, con đi vòng vòng xóm hỏi hết. Dạ. Ai cũng khen bé hết, nói chung là có hiếu cho nó. Nó này nó khỏe, nó mừng dữ lắm, mừng có hai mẹ con nuôi nó về, nó nuôi cô rồi giờ con giờ vậy không lẽ giờ bỏ nó đâu giờ. Cỡ nào cỡ cũng đáng nuôi nó chứ. Thì cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng mà, nó thẳng câu. Nên nó là cái chân con mà gặp mà con ở đây mà con đi cái này chắc chừng 3 ngày chắc nước nó ăn lỡ chân. Ăn rồi mấy ngày này nước ăn đó chứ. Đi ra đi vô không được nước ăn. Sao cũng vậy, rồi trong nhà cũng ngập kìa, bữa nay là ít đó, hôm qua đám mưa rồi cũng giật bớt tới đây nè, rồi giật bớt à. À là cứ và buộc phải lội lẩm chẩm vậy đó. Mà chứ đâu có lên bờ được không, nhưng mà cần lấy gì thì chị xuống nước rồi. Có cá gô rồi lên, cá lóc rồi lên. Có khi nào nó chạy vô nhà không? Nó vô nhà luôn á. Vô nhà luôn hả? Bày cá sặc. Trời trời, con mở đây một cái ha, thì con khỏi có tốn tiền cá luôn. Vô đường đó. Ăn con vớt cá tối ngày luôn. Nói ra thật sự cô chú anh chị thì nhàn cũng chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã phát tâm tới những hoàn cảnh mà nhàn đã chia sẻ trên video, và cảm ơn tất cả những mạnh thường quân và những nhà hảo tâm đã giúp đỡ nhàn trong suốt thời gian hành trình vừa qua. Thì bây giờ nhàn cũng video cũng dài rồi, có lẽ là nhàn sẽ rời khỏi gia đình cô Ba Đẹp và em bé. Thì mong tất cả cô chú anh chị có thể giúp đến gia đình được một cái mơ ước, nói chung cũng đơn giản nhỏ nhoi, và để thực hiện được mơ ước đó đối với một người cô năm nay bữa nói nhiêu qua người ta 39 tuổi. 39 tuổi à? Ở đó thì có căn nhà nào đẹp không? Không, nhà cộng làm gì nó hư gì đó, cái có tiền cái lúc nó còn mạnh nó đi mặn được á, cái về mua cây mua đồ thiết thì tới giờ đó, ở tới giờ cũng 10 mấy năm 20 năm chưa có, cỡ 10 mấy năm rồi tới giờ ngã bệnh thì cũng phải cô chết. Mà nếu mà cô cắt đựng căn nhà nữa thì chắc tới chết luôn. Căn nhà mới căn nhà như thế này mà 19 20 năm rồi thì cắt căn nhà nó chắc cũng nghi tới chết luôn. Nhìn thấy cột đó rồi mấy xin cây người ta đồ người ta cầm, nhưng mà mấy dàn cột này chừng nữa cô đừng có bỏ nha, để gì con bóp ra làm thuốc. Thọt tay vô bóp rồi có thể nó mục luôn cô chú anh chị. Nó vậy cũng tẹt, tại đúng là tẹt tẹt còn cắn cặp chập giá đích ông này đầu bà kia gì đủ thứ chứ hay thiệt. Thôi nói chung cũng chân thành cảm ơn cô rất là nhiều, và chân thành cảm ơn bé đã chia sẻ. Thì bây giờ cả nhà có xem được video của nhà, giúp nhà xin một lượt like, một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ bình luận của chú anh chị, thì để tương tác video nó sẽ cao hơn. Tại vì thực chất là video của nhà đã mất tương tác rất là nhiều, và cả nhà thấy thương thì bấm quỹ đăng ký và đăng ký lại dùm nhà, thì kênh nó sẽ tạo như là kênh mới, đề xuất nó sẽ cao hơn. Và chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị quý nhà hảo tâm luôn luôn đồng hành cùng nhà trong suốt khoảng thời gian qua. Chúc tất cả mọi người được nhận sự bình an,
làm ăn phát tài để càng giàu nhiều hơn để có tiền hỗ trợ cho những hoàn cảnh của chú anh chị. Dạ chào cô chú anh chị nha. Dạ chào.